vị khán giả đang đến với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp. Tiếp theo là bản tin về việc chính quyền Biden đặt mục tiêu cắt giảm rủi ro AI bằng lệnh điều hành. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp vào hôm thứ Hai, ngày 30 tháng 10, nhằm giảm bớt rủi ro mà trí tuệ nhân tạo AI có thể gây ra cho người tiêu dùng, người lao động, các nhóm thiểu số và an ninh quốc gia. Lệnh mà ông Biden đã ký tại Tòa Bạch Ốc yêu cầu các nhà phát triển hệ thống AI gây rủi ro cho an ninh quốc gia, nền kinh tế, sức khỏe cộng đồng hoặc an toàn của Hoa Kỳ phải chia sẻ kết quả kiểm tra an toàn với chính phủ Hoa Kỳ, phù hợp với đạo luật sản xuất quốc phòng trước khi chúng được phát hành ra công chúng. Nó cũng chỉ đạo các cơ quan thiết lập các tiêu chuẩn cho thử nghiệm đó và giải quyết các rủi ro liên quan đến hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và an ninh mạng. Động thái này là bước mới nhất của chính quyền nhằm thiết lập các tham số xung quanh AI vì nó đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng về khả năng và mức độ phổ biến trong môi trường có quy định hạn chế cho đến nay. Cháy rừng đe dọa khu vực gần vườn quốc gia Mandidi của Bolivia. Lính cứu hỏa và tình nguyện viên Bolivia tiếp tục chiến đấu với đám cháy đang hoành hành vào ngày 24 tháng 10 tại khu rừng gần công viên quốc gia Mandidi, khu bảo tồn ở phía tây bắc của Bolivia, bao gồm một phần của Amazon Bolivian. Theo báo cáo của chính phủ, có 16 vụ cháy rừng đang diễn ra ở 4 khu vực của Bolivia, trong đó khu vực La Paz là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Người dân địa phương cho biết đám cháy đã thiêu rụi nhiều loại cây trồng và đang tiến đến công viên quốc gia Mandidi, một trong những khu bảo tồn đa dạng sinh học quan trọng nhất của đất nước. Máy bay trực thăng đã được khai triển để hỗ trợ lực lượng cứu hỏa và chính quyền trên mặt đất. Hoa Kỳ cho biết chuyến bay thuê bao theo kế hoạch cuối cùng của Israel sẽ khởi hành vào ngày thứ Ba. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào hôm thứ Hai 30 tháng 10 cho biết chuyến bay thuê bao cuối cùng theo kế hoạch giúp cho người Hoa Kỳ rời khỏi Israel sẽ rời Tel Aviv vào thứ Ba là ngày hôm nay. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Matthew Miller đã chia sẻ với giới truyền thông rằng quyết định này là phản ứng trước sự sụt giảm nhu cầu đối với các chuyến bay như vậy. Ông Miller cho biết một chiếc máy bay khởi hành từ Israel vào Chủ nhật ngày 29 tháng 10 chỉ chở 5 người. Chính phủ Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 10 đã bắt đầu thuê các chuyến bay từ Tel Aviv đến Athens để giúp cho người Hoa Kỳ rời khỏi Israel trong bối cảnh xung đột đang diễn ra trong khu vực. Các hãng hàng không Hoa Kỳ đã tạm dừng tất cả các chuyến bay đến Israel và đầu tháng này đã bổ sung thêm các chuyến bay đến Athens để giúp cho người Hoa Kỳ trở về nhà. Bộ Ngoại giao lưu ý vẫn còn các chuyến bay thương mại quốc tế hạn chế khác từ Tel Aviv. Ông Miller cũng cho biết Bộ Ngoại giao mặc dù đã kết thúc các chuyến bay nhưng sẽ tiếp tục đánh giá tình hình và liệu tình hình thực tế có thay đổi hay không và liệu chúng tôi có cần sắp xếp bổ sung hay không. Nhóm G7 đề nghị tài trợ Việt Nam hơn 300 triệu USD để giảm sử dụng than. Các quốc gia thành viên của nhóm G7 đã đề nghị tài trợ hơn 320 triệu Mỹ Kim cho Việt Nam để hỗ trợ các kế hoạch giảm sử dụng than, theo các tài liệu mà Reuters tiếp cận được. Hãng tin của Anh cho biết, khoản đề nghị này chiếm 2% gói tài chính gồm chủ yếu là các khoản vay tốn kém mà Hà Nội đã miễn cưỡng chấp nhận. Gói tài chính được Reuters nhắc tới là khoản viện trợ hơn 15 tỷ Mỹ Kim mà nhóm G7 và đối tác cam kết cung cấp cho Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái để giúp cho quốc gia Đông Nam Á đạt mục tiêu phát thải ròng về không vào năm 2050. Các tài liệu mà Reuters trích dẫn cho thấy Việt Nam muốn có được các khoản tài trợ và vốn vay lãi suất thấp để thực hiện kế hoạch chuyển đổi năng lượng bằng cách loại bỏ dần các nhà máy điện than tốn kém và thay thế chúng bằng các trang trại điện gió cũng như các nguồn năng lượng tái tạo khác. Tuy nhiên, các nhà tài trợ hầu như chỉ cung cấp các khoản vay đắt đỏ theo giá thị trường trong bối cảnh các dự án điện ở Việt Nam thường xuyên bị trì hoãn. Việt Nam truy nã 7 cựu lãnh đạo SCB đang bỏ trốn bị truy tố trong vụ Vạn Thịnh Phát. Công an Việt Nam đang truy nã 7 cựu lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB liên quan đến vụ lừa đảo trái phiếu Vạn Thịnh Phát sau khi ra lệnh khởi tố các nghi phạm nhưng không biết tung tích họ ở đâu, theo truyền thông trong nước đưa tin. Trong vụ lừa đảo được xem là chưa từng có ở Việt Nam, Bộ Công an xác định rằng tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư thông qua gian dối trong phát hành trái phiếu. Chủ tịch tập đoàn là bà Trương Mỹ Lan đã bị công an bắt vào hồi tháng 10 năm ngoái về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bộ Công an vào hôm 29 tháng 10 cho biết rằng cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can, trong đó có 2 chủ tịch SCB và 2 người có quốc tịch nước ngoài. Trong vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các tổ chức, đơn vị liên quan, theo cổng thông tin điện tử của chính phủ đưa tin. Trung tâm phục hồi chức năng mang lại cơ hội chữa lành cho những người sống sót trong lễ hội Nova. Những người sống sót sau cuộc tấn công của lễ hội Nova vào ngày 7 tháng 10 đã tìm thấy một không gian để tự chữa lành vết thương lòng tại một trung tâm phục hồi chức năng ở miền trung của Israel. Được bao quanh bởi thiên nhiên, trang trại Ronit cho phép những người tham gia lễ hội trẻ nói chuyện về trải nghiệm của họ và mang đến cho họ một khung cảnh thư giãn nhằm khuyến khích họ cởi mở hơn với các nhà tâm lý học và chuyên gia tư vấn. Mọi người đến cứng đờ, họ khó nói nên lời, nên chúng tôi để họ ngồi yên trên gối và bắt họ bấm huyệt và hát với cây đàn guitar, và họ từ từ mở ra. Liana, người sáng lập trung tâm ứng phó chấn thương tâm lý Merhav Mappe, nơi thiết lập không gian sau buổi tấn công, đã nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. Trang trại Ronit được thành lập ngay sau khi các tay súng Hamas xâm nhập vào miền nam của Israel, đã giết chết hơn 1.400 người và bắt hơn 200 người khác làm con tin. Trong vòng 2 tuần đầu tiên, trung tâm đã điều trị cho hơn 2.000 người sống sót sau lễ hội. Và bản tin vừa qua cũng đã tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa ngày hôm nay của đài truyền hình IBC TV do xứ ngôn viên Vũ Quang Vinh và Linh Trịnh thực hiện. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành bảo trợ cho đài. Xin trân trọng kính chào và xin kính chúc quý vị một buổi chiều vô lượng an lạc.